Xin chào tất cả các bạn, mình là anh Đức đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe máy nhập khẩu Thuận An. Mình rất vui khi đã được gặp lại tất cả các bạn. Sau cái clip mà làm về báo giá dòng xe nhập khẩu thì hôm nay mình sẽ tiếp tục báo giá cho các bạn những dòng xe trong nước nha. Bảng giá mới nhất của tháng 12. Ngay bên cạnh mình đây là dòng xe Honda Taiga này, AB, A-Black. Thì hiện tại phiên bản dòng này thì nó có hai phiên bản, là phiên bản 150 và 125 phân khối các bạn ha. Hiện tại thì phiên bản mình nói bản 125 phân khối trước nha. Bản 125 phân khối hiện tại đang bán ra với giá từ 38 triệu 700 cho đến 40 triệu 500. Đó, màu xe, mẫu xe tiêu chuẩn và bản đặc biệt đen vàng đồng đó các bạn. Đó, dòng này thì mình mua góp, mình chỉ cần trả trước từ 7 triệu nha các bạn, tối thiểu 7 triệu. Đó. Bên cạnh đó là một dòng phiên bản 150 phân khối của A-Black, thì bản 150 hiện tại đang có giá bán là từ 50 triệu 500 cho đến 52 triệu. Đó. Cũng theo hai phiên bản nha bạn, phiên bản tiêu chuẩn 50 triệu 500, phiên bản đặc biệt. Đó, ngay bên cạnh đây là dòng phiên bản đặc biệt của AB 150 này. Em này hiện tại có giá hiện tại là 50 triệu, mình xin lỗi, 52 triệu 500 nha. Dòng này thì mình mua góp thì mình trả trước tối thiểu từ 10 triệu nha các bạn. Đó, tối thiểu từ 10 triệu. Đó, bên cạnh dòng xe Taiga trong nước thì mình sẽ giới thiệu thêm một bản giá của dòng Accenter nha các bạn. Cũng một dòng trong nước nhưng nó của Yamaha đây. Dòng Accenter hiện tại đang bên mình đang bán ra với giá từ 43 triệu đó, cho các phiên bản xe sản xuất năm 2020, tức là cái mẫu 2020 đó, 43 triệu nha các bạn. Các mẫu 2021 đó, sẽ có giá bán cao hơn một xíu. Phiên bản giới hạn 2021 thì nó có 4 màu mới đó các bạn ạ, sẽ có giá là 44 triệu nha các bạn. Đó, dòng Accenter thì mình mua góp, mình trả trước thấp nhất từ 5 triệu nha các bạn. Đó, từ 5 triệu là mình có thể hỗ trợ các bạn rồi. Hồ sơ thủ tục trả góp thì vô cùng đơn giản nha các bạn, chỉ cần chứng minh nhân dân này và bằng lái xe, hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu nha các bạn. Nếu các bạn không có hộ khẩu gốc á thì các bạn cần cung cấp cho bên mình hộ khẩu, photo công chứng đó, công chứng có hiệu lực trong vòng 3 tháng nha các bạn, để ngân hàng hỗ trợ cho chúng ta tốt nhất đó. Nếu mà không, cái trường hợp mà không có hộ khẩu công chứng nữa ấy, thì các bạn cung cấp cho bên mình hộ sổ hộ khẩu, ảnh chụp sổ hộ khẩu gốc nha. Đó, thì bên mình cũng có thể hỗ trợ cho các bạn được. Và nhiều bạn hỏi mình á, thắc mắc hỏi mình cái độ tuổi hỗ trợ trả góp, thì bên mình hỗ trợ trả góp cho các bạn từ đủ 18 tuổi nha các bạn. Đó, tất cả các dòng xe luôn hỗ trợ trả góp từ đủ 18 tuổi. Rồi có hỗ trợ sinh viên không, thì có luôn hỗ trợ sinh viên. Các bạn mà không chứng minh thu nhập á, vẫn hỗ trợ nha. Tuy nhiên ví dụ các bạn có gia đình đồng ý cho bạn, các bạn mua xe á, và các bạn muốn đứng tên chính chủ khi các bạn mới chỉ có 18 tuổi thì vẫn hỗ trợ được nha. Chung quy lại là cứ từ đủ 18 tuổi giờ đến chúng ta có thể đứng tên mua xe trả góp rồi. Đó, các bạn yên tâm về vấn đề này, không cần chứng minh thu nhập nha, không cần sao kê lương, không cần sổ bảo hiểm y tế gì hết. Đó, mức lãi suất thì đảm bảo với các bạn là sẽ là ưu đãi nhất cho các bạn luôn. Đó, hỗ trợ nhiệt tình và ưu đãi nhất cho các bạn. Bên cạnh những dòng hai dòng xe trên thì bên mình còn rất nhiều các mẫu xe khác ha. Như Vario này, Sonic Satria thì hiện tại giá chưa thay đổi, thì clip trước mình có báo giá cho các bạn rồi, thì thôi mình sẽ không làm lại, tránh sự trùng lặp. Thì các bạn nào mà muốn đang còn quan tâm dòng xe nào thì cứ mà đừng ngại ngần gì nhé, cứ inbox cho mình theo số điện thoại Zalo đang thể hiện trên màn hình, hoặc là muốn gặp mình để trao đổi trực tiếp thì các bạn có thể đến cái địa chỉ 1-79 Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương đó, để gặp mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn trực tiếp tại cửa hàng luôn đó. Trên đây là một số cái chia sẻ về mình của mình về dòng các giá xe mới tháng 12 các bạn ha. Ai mà có thắc mắc thì cứ đừng ngại ngần inbox cho mình nhé. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.